bạn muốn hẹn hò, chương trình được dựa theo format là truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị các bạn và mong rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ có duyên để hai cặp đôi đồng ý hẹn hò, nhấn nút. Đơn giản như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Tham ăn. À, bên này thiếu dinh dưỡng chút xíu. Đặt hàng uống cho nó mập mạp lên chút. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ. Quỷ sứ thấy ghét nha. Làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Khải. Em sinh ra và lớn lên tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ, em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 2. Cấp 2, mình dạy môn gì? Dạ, em dạy toán tin học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không? Hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ, thực ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á, cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ, cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là đặt ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À, ra bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi. Kho hay là kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao bị ế? Cái thương nó không phải là cái thương nam nữ chị, là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thì thôi. À, rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ em như coi phim mà em khóc xuống mướt bù lu bù lo vậy, thấy vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Đẹp trai. Còn ưu điểm là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường sở đoản gì? Dạ sở trường của em là hát. Hát rồi, hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ anh đi em, anh che chở chắc chắn lắm. À. À, em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình, có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ, cỡ cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, chan hòa với mọi người, nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có à. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói về công việc cụ thể của em nè, điều hành xe là sao? Dạ, em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Rồi, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ, buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về... Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào, ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Dạ. Theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi cô, mình... cô có... đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè, cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À, này rể quý đó.
con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ, con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ, không hút thuốc, không cà bạc, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ, vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập, ốm, gầy, béo, cao, thấp gì cũng được đúng không? Dạ, ngoại hình thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi, coi. Dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Dạ. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ, nói chung là vừa vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ, tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ, không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. À, vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Được rồi, để anh xem bên kia thế nào nha. Dạ, xem. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống giống em quá. Em xuống đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào, kéo màn lên. Rồi, 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em có quà tặng em. Đừng có kêu anh nha. Lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi. Sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung nhau cái tốn cơm lắm. Dạ không, người là em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Vậy thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm về điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nói tình cảm nó vô coi. Có một cái em đứng chứ bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ biết là biết lo lắng, quan tâm đến gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cái cũng được, cũng được. Tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba.
Phải vậy chứ. Ơi cha xứng dữ rồi nha. Nắm tay cái đi. Nắm tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười biết. Nhẹ anh Trung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê gì? Thì stress má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Giờ má dẫn rủ xem đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á. Xin phép đi. Nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Thôi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị. Em nghiên cứu rồi. Đó. Kiểu như thầy cái thào nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thầy có duyên lắm chứ bộ. Nắm tay, nắm tay. Nữa hả? Nữa. Nữa hả? Rồi, chắc đi đập dịch đi. Trời đất ơi.